Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 22 mà mọi người đến với phía hôm nay. Hôm nay thì cũng có nhiều cái loại mới nha. Thì trước mặt mọi người đây là cây năm cánh trắng mắt nâu nha. Nha mọi người, năm cánh trắng mắt nâu. Cây này mọc bông rất là đẹp luôn. Mời mọi người nhìn qua mặt bông trước tiên. Thì gọi nó là mắt nâu nhưng mà không phải là con mắt của nó màu nâu đâu mọi người, mà cái tên gọi nó như vậy. Mắt thì màu hồng cam nha, kiểu hồng cam mà nhạt. Mắt của nó là mắt mờ ấy, không phải là mắt đậm, nhưng mà mắt rất là nhỏ gọn. Và cái màu mắt với màu mũi thì nó cùng một cái tông màu. Và nói chung bông này thì nó cũng mang một cái sắc tố riêng, tức là một vẻ đẹp riêng biệt á, không đại trà. Rất là ít bông có được cái vẻ đẹp như thế này, cho nên là nó cũng là một bông xuất sắc và đáng chơi nha mọi người. Cái này người ta trồng ở vườn lớn này thì ươm cây tự nhiên lên và chật chỗ nên là không có ra chậu lớn á. Cái này về thì mọi người ra và mọi người thấy là do cây lên tự nhiên nên nó rất là khỏe này. Đó, cây nào cây nấy nó đều rất là khỏe luôn chứ không phải là nó xấu đâu. Đó, tuy trồng trong những cái cốc này nhưng mà rễ bám và cây lên rất là khỏe. Về mọi người thay chậu nữa nó sẽ lên ù ù nha. Mùa này thì mầm gốc nó đứng rồi cho nên là mình thay nó cũng không ảnh hưởng gì hết á. Về mọi người cắt nè, cắt ngang như này xong rồi chúng ta bỏ nguyên cái lớp này vô cùng với cái lớp giá thể mới trên chậu á thì cây sẽ đảm bảo nha. Đó, rồi em đi vô chi tiết giới thiệu cái từng cây nha. Cây số 1 này 800. Những cái này nó cỡ được 10 sen nha mọi người. Cỡ cỡ được 10 sen. Đó, một bông rất là đẹp luôn, mắt mờ cực kỳ là nổi bật. Năm cánh trắng mà hai cánh thì khuôn rất là to. Đó, mọi người thấy rễ bám này, rễ nó bám rất là khỏe nha. Đây, số 1 này 800, cây cỡ được 10 sen nha. Cây số 2 cũng là vậy luôn. Đây, cây số 2 này. Nhìn cái thân này là mọi người biết cây ăn nắng nhiều này, cho nên là cây nó rất là cứng cáp và nó khỏe, đẹp. Đây, số 2 800 luôn. 3 cũng là 800. Mấy cây này cái cỡ bằng nhau nha, cỡ 10 sen hết. Rồi số 3 800. Số 4 cũng là 800. Đây 4 800. Đó, 10 10 sen hết. Nè mọi người, cây này. Đó, ươm kỳ tự nhiên lên rất là khỏe luôn. Rồi, đây là số 4 rồi đúng không? Số 5 này cũng là 800 nhá. 5 800 này thì đây là kỳ cỡ được 10 sen này. Sang số 6 là bắt đầu kỳ lớn hơn nè, là 900 nha mọi người. 6 này 900 thì nó cỡ được 12 sen á. 6 này 900. Này cây 6 900. Cây số 7 1 triệu, cây mộc này nha. Một cây rất là đẹp luôn. Đó mọi người nhìn cây 7 này so với cây 6, thân sọc mộc rất là đẹp luôn. Cây 7 này 1 triệu. 8 900. 8 này là 900 nha. Đó, số 8 là 900 này. Này, 8 900. Rồi, cây số 9 1 triệu luôn nha. 9 là 1 triệu cây lớn. Cây này tầm cỡ 12 13 sen á. Đó, 12 13 sen. Rồi, có khi nó được 15 sen nhưng mà em chỉ ước chừng như vậy thôi. Chờ lỡ nó có dài hơn thì không sao chứ ngắn hơn là mất công á. Đấy, cây 9 này này cũng là 1 triệu. Rồi, cây 10, 10 đây. 10 là 1 triệu mốt nha. 10 này, 1 triệu mốt. Chắc tầm được 20 sen á. 10, 1 triệu mốt. 11. 1 triệu mốt luôn nha. Cây rất là mập. Rồi 11 1 triệu mốt. Nó ngắn hơn nhưng mà về hình thái thì cây nó đẹp khỏe nha. 11 1 triệu mốt. Và cuối cùng là 12 cây đôi này nha, 1 triệu rưỡi nha. Đấy, nguyên chậu cây đôi này 1 triệu rưỡi. Cái này mọi người thấy không, không có chăm gì nhiều nè, cho nên là cây cỏ đồ nó mọc um tùm á, nhưng mà cơ bản là cây rất là khỏe. Đó, nhìn như này là cây về mọi người rất là dễ chăm. Thì đấy, được 12 chậu như này thôi nha. Đó, tiếp tục bên này em có Lamian nha. Hôm qua lên 10 chậu, nay lên tiếp tục 10 chậu. Cứ mỗi phiên lên 10 chậu thôi cho các bác dễ. Thì cái lô này em cũng lấy cùng với cái vườn cây mắc nâu á. Thì mọi người thấy là cây trồng giống nhau nè. Đó, trồng rất là lâu đời, cỏ bám này đồ này kia. Cho nên là cây nó rất là khỏe. Đó, nó nhìn nó xấu xấu vậy thôi chứ cây nó khỏe lắm. Thì mời mọi người ngắm lại cái bông Lamian này. Thì nhà em nở cách đây 6 tháng em có bán nguyên chậu này rồi. Một bông đúng là quá xuất sắc luôn, rất là đẹp. Từ khuôn cánh cho đến mắt mũi. Bông này thì nó không có to đâu, nó nhưng mà được cái nó rất là xinh xắn dễ thương. Khuôn nó nhỏ chúm chím mà cái môi của nó không có bè nhiều á, cho nên khuôn cực kỳ đẹp. Bộ cánh thì cũng phải nói là rất là bầu tròn đẹp. Đây là bông Lamian nha. Bên cạnh Di Linh thì Lamian cũng được coi là đặc sản của Lâm Đồng nha, bởi vì nó là khuôn bông cũng rất là đẹp và nổi tiếng. Rồi em đi vô chi tiết từng cây nha. Cây số 1 này, đây, giá là 1 triệu nha, cũng giống như ngày hôm qua thôi.
Thì cây này nó cũng tầm được 30 sen á, hoặc cỡ 35 sen. Đây, cây số 1 nè. Cái này là em cũng lấy được vườn lớn, người ta thanh lý giá rẻ nên bán lại rẻ. Chứ mấy bữa trước bán cây này là tới 2 triệu mọi người, chậu 8 2 triệu chứ cũng không có giá đây này đâu. Cho nên hôm qua lên 10 chậu là khách lấy hết rồi. Mọi người mua theo dõi thường xuyên thì sẽ biết là rất là rẻ, cho nên là lấy nhanh lắm. Rồi, số 1 nè, 1 triệu nha. Số 2 cũng vậy luôn, 1 triệu. Thì nó được một cây này với lại một mầm này nha. Mầm này cỡ được 20 thì cây này cỡ được 5 sen. Đó, thì đây là số 2 này. Đó, 1 triệu. Cây số 3 cũng là 1 triệu luôn. Đó, trên này có cây này và một mầm này thì cũng cỡ được 25 sen nữa, có thân già đây nữa nha. Đấy, chậu số 3 này, 1 triệu. Số 4 cũng như vậy luôn. Số 4 này thì cây cũng được 20 sen, có thân già. Đấy, thì có những chậu nó sẽ nhịn hơn nên mọi người cứ lấy đi. Bây giờ em cứ phân đều như vậy đã. Có những chậu nó nhiều cây thì em sẽ bỏ vào combo em bán sau. Với lại mùa này cũng khó trồng nên là cũng em cũng ít tắc kỳ ra bán. Em có bỏ vào combo để em gộp thôi. Hai ba cái gì đó về mọi người trồng cho nó dễ. Rồi số 4 nè, cũng là 1 triệu luôn. 5, 1 triệu luôn. Đây, chậu 5 thì nó là một lùm như thế này nha. Nó cỡ được 1, 2, 3, 4. 4, 5, 5 đầu nha mọi người. Đó, 5 đầu lớn và một cái cây nhỏ này nha. Thì đây là chậu số 5 này. Đây, chậu 5. Chậu 6. Đây, bắt đầu từ chậu 6 là 1 triệu 2 nha. Đây, chậu 6 1 triệu 2. Thì cây này, nó đây, nó có một thân này này. Rồi, một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây. Trên này còn đeo bốn cây này nha. Đó, chậu này là 1 triệu 2 nha. Chứ bán 1 triệu thì nó hơi chênh lệch nhiều quá. Đây, số 6 này, 1 triệu 2. Số 7 cũng là 1 triệu 2 luôn. Thì có một cây này, một mầm gốc này nè và một mầm dài này nữa. Mầm dài này cũng phải tầm 30 sen. Đó, đây nha, cây số 7 nè, 1 triệu 2. Số 8 cũng là 1 triệu 2 luôn. Đây, thân dài nè, thân gốc nè và thân này nha. Đây, số 8 nè, 1 triệu 2. Số 9 nè, là cây ba đầu này. Đó, cây ba đầu này nè, 1 triệu 2 luôn nhé mọi người. Đây, số 9 mầm gốc ba đầu này, 1 triệu 2. Thì bắt đầu xem được nhanh thì sẽ chốt số 9 thôi. Thì nó sẽ nhỉnh hơn cái này. Cái này cũng ươm từ cây lên nè, nhưng mà nó mọc dưới gốc. Đó, còn cái mấy cái này là nó mọc trên thân nè. Đó, đây nha, số 9 nè, 1 triệu 2. Và 10 cũng là 1 triệu 2 luôn. Đây, cái hai cây như thế này nha. 10, 1 triệu 2. Thì đấy là cái cây Lambian. Bên này còn mấy chậu ngọc nữ này, 5 chậu em bán nốt luôn nha. Đồng giá là 800. Hôm qua thì mấy bác lấy chậu 700 với lại 900 là nhiều. Còn cái chậu 800 thì hôm nay em bán này. Số 1 này, 800. Thì mọi người thích lấy chậu nào lấy thôi. Cái cỡ nó cỡ 3 sen mà, nó không có được nhiều đâu. Số 2 này cũng là 800 luôn. Cái 2 này thì nó khỏe này, nhìn nó lớn hơn xíu. Cái 3 này 800. Đó, 3 800. Đây là ngọc nữ chưa moray nha mọi người. 4 nè, 800. 4 800. 5 nè, cũng là 800 nha. Đấy, em có 5 chậu như vậy. Mặt hàng tiếp theo là cây năm cánh trắng Sài Gòn nha mọi người. Đây, mặt bông thì cũng rất là quen thuộc rồi, không còn xa lạ gì cả. Mắt xước nha, mũi hồng, khuôn bông được cái cũng rất là to. Đó. Đây, Sài Gòn thì em có lấy một lô, em lên 10 chậu trước. Số 1 nè, 400, cây rất là đẹp nha. Tầm cỡ được 10 sen đó mọi người. Số 1 nè, 400. Số 2 cũng là 400. Đó, 2 400 nè. 3 400. Đấy, cây 3 400. Cây 4 nè, 400. 4 400. Đây nha, cây số 4 nè. Số 5 cũng là 400 luôn. 5 nè, 400. 6 nè, 400. 6 400. 7 400 và 8 500. Cái 8 là cái lớn nhất lô nha, đây lớn hơn hẳn. Đấy, cái này là em lên mấy cái lớn trước, còn mấy cái nhỏ thì em sẽ bỏ trong combo hoặc là em bán phiên sau nha. Đó, năm cánh trắng Sài Gòn, 8 chậu nè. Đó, mấy cái lớn đẹp là em lên trước. Tiếp tục bên này em bán mấy cây sọc nha mọi người. Đây, cây số 1 nè, 800 nha. Đó, cây này sọc rất là rõ nét luôn nè, chứ không phải là sọc xấu đâu. Đó, sọc như thế này, nó ở Lâm Đồng mà nó được sọc như thế này là thì nó rất là đẹp rồi.
về xứ nắng thì nó sẽ sọc lên rất là đậm hơn. Chứ còn chăm ở vùng em thì em nói rất là nhiều rồi, nó không có bị nó không có sọc nhiều á. Đó đây nha, cây số 1 800, cây này dài nó tầm 20 sen nè mọi người. Đó đây này, dài tầm 20 sen. Cây số 2 này 1 triệu, chậu số 2, những chậu hai đầu này 1 triệu này. Đó mọi người thấy không, sọc nó rất là rõ nét ở đầu ngọn như thế này, thân tím nè, rất là đẹp luôn. Mấy cây này thì không biết mặt hoa nha mọi người, hàng thân lá nên là cũng không biết hoa nó như thế nào. À, sọc này, đấy, sọc như thế này. Rồi số 2 này 1 triệu. Cây số 3 cũng là 1 triệu luôn. Đó, hai đầu như thế này nha. Đó, số 3 1 triệu này. Đấy, sọc đẹp như thế này mà. Đó, số 3 1 triệu. Đấy, cây này thì nó không rõ bằng cây trên, nhưng mà mọi người thấy không, cùng một gốc, cùng một sắc tố này. Đó, nó sẽ mất dần khi mà trồng ở khí hậu Lâm Đồng. Cái này thì em nói nhiều rồi. Cây số 4 nè, cũng là 1 triệu luôn nha. Đây, số 4 1 triệu này. Đó, đây, sọc này. Rất là rõ nét như thế này. Sọc rất là rõ luôn. À, cây số 4 nè 1 triệu. Đấy, 4 chậu sọc. Cái này là hôm bữa khách lấy 2 chậu rồi, nhưng mà bảo là cũng hẹn chuyển khoản nhưng mà không chuyển, nên là bây giờ còn 4 chậu. Đấy, cứ khách lấy thì cứ hẹn thôi, xong rồi khách khác hỏi thì lại không có bán. Đấy, nên là em cứ phải đăng bán lại. Nhiều khi nhiều trường hợp mình hay hay gặp như thế đó. Đó. Tiếp tục bên này có cây năm cánh trắng Lâm Đồng nha mọi người. Đây, Lâm Đồng thì mắt nó to hơn Lam Bi An. Cái mắt nó cánh cung, nó hình cánh cung, nó chạy sọc to hơn, cũng là mắt xước và mũi cũng hồng luôn. Đây, nhưng mà được cái là cánh hoa thì cũng to, nó to hơn Lam Bi An. Chứ Lam Bi An thì cánh nó bầu và chúm chím hơn, còn cánh Lâm Đồng thì nó to. Chậu số 1 nè 700 nha. Đó, số 1 700. Số 2 800. Đây, số 2 800. Cây này nha, dài tầm 20 cm á. Đó, cây ấm chậu rất là đẹp. Cây số 3 cũng là 800 luôn. Cây này xuống lá nha, lên hai mầm gốc. Đây, một mầm này. Dưới này thấy bắt đầu sưng mắt rồi nè mọi người. Lá vàng này là chuyện bình thường nha. Đây, cây năm cánh trắng Lâm Đồng. Tiếp tục còn 2 chậu mắt mờ Hải Dương nha mọi người. 3 triệu một chậu. Chậu số 1 này. Đây, thân này, mộc này, đứng ngọn này nha. À, dài tầm mỗi thân dài tầm 30 cm đó mọi người. Đó, hai thân nha, 3 triệu. Nguyên một chậu là 3 triệu nha. Đấy, nguyên một chậu 3 triệu này. Chậu số 2 thì nó vẫn còn đi ngọn nha, giá cũng là 3 triệu luôn. Đấy, số 2 này, 3 triệu. Đó, bắt đầu thích đi ngọn thì lấy chậu đây, còn thích đứng thì lấy chậu kia. Đó, dưới này thì các cái mầm gốc nó bắt đầu xuống hết lá này nha. Đó, hai chậu. Mọi người cứ lấy chậu nào thì lấy, em quay rất là kỹ rồi nha. Đó, mắt mờ Hải Dương. Và cuối cùng em bán combo nha bà con. Đấy, combo giá rẻ thì có cây gì nó còn lẻ 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 là em bỏ vô combo hết. Số 1 600 nha, mỗi combo này đều là 600. Một cây gái nhảy nha, một cây gái nhảy. Một cây yến thanh. Đây, một cây yến thanh, cây này. Đó, thì trồng nó không có được đẹp đâu, nó mới lại lá nó vàng vàng này, về mọi người chăm lại thôi. Chứ cây yến thanh này bình thường bán tới 4-500 lận. Và một cây bạch quốc dân nha. Đây, hai cây này thì đẹp nè, cây này thì nó xấu, cho nên là bán combo sẽ có cây này nó bù qua cây khác. Số 1 600. Số 2 một cây Hà Tĩnh. Một Hà Tĩnh nha. Tiếp tục một cái nhảy nè. Đấy, một cây gái nhảy. Đó, cây gái nhảy nè. Và một cây sọc nha, sọc thì không biết mặt hoa. Cái này lá nó có sọc này mọi người, nhưng mà nó mất dần á, nên em bỏ vào đây luôn. Cây sọc này nha, còn cái sọc này nó lẻ thì bỏ vào đây luôn. Còn mấy cây sọc lớn kia thì bán riêng rồi. Thì đây là số 2. Số 3, tiếp tục một cái nhảy. Cái này mặt hoa tràn đầu rồi nên không tràn nữa nha. Cây nào trùng là em không tràn nữa đâu. Một cây bệt linh giang nha mọi người. Đây, lâu lắm rồi mới lại có cái bệt linh giang này này. Cây này khuôn bông cũng rất là đẹp, đậm luôn á. Một cây bệt linh giang này và một cây Sài Gòn nha. Đây, cây Sài Gòn đó, Sài Gòn nhỏ 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 này thì em bỏ vô combo. Đây là số 3 nha. Số 4 một cây vỏ tòng nè. Đây, một cây vỏ tòng nè. Một gái nhảy nè, một cái nhảy và một bệt thác bay nè. Đó, bệt thác bay cây này nha, đứng ngọn rồi nha, ngọn như thế này. Đó, một bệt thác bay, lá thì không đẹp bởi vì mùa này vàng xuống lá rồi. Đây, combo số 4 nha.
Tiếp tục số 5, một Sài Gòn nha. Một Sài Gòn nè. Một Hà Tĩnh nè. Một Hà Tĩnh nè. Một Cái Nhảy. Cái này là có mặt hoa ở những cái combo trước rồi, nên là em có không không chèn nữa nha. Đây. Sài Gòn, Hà Tĩnh, Cái Nhảy thì đó là combo số 5. Số 6 này thì em có một lùm cây đây, kim Long An này, 2 cây này nè. Đó, em sợ mấy bác về trồng chết nên là em bỏ 2 cây. Về nó lỡ như thế nào thì còn cây kia. Đấy. Một cây bùi Việt cũng hai mầm này và một cây mắc nai nha. Thì đây là số 6 nha. Giá cũng là 600. Số 7 này, một cây vỏ tòng nè. Đấy, đây là hồng bi vỏ tòng nha. Một cây di linh nha. Đây, di linh này rễ rất là khỏe nè. Trồng thì chắc sống thôi, bao sống thôi. Đó, em với lại em cắt nguyên khối thân già già này nữa thì mấy bác trồng rất là dễ nè. Và một cây gái nhảy hai mầm như thế này. Đấy, đầu ngọn thì nó như thế này nha. Đó, quay rất là kỹ rồi, thân lá nó vậy. Đây là số 7 nha, 600. Và cuối cùng số 8, tương tự thì em cũng có một cây Long Mi An nè. Đó, cái này ra rễ khỏe rồi nè. Cây em cắt như thế này nha. Đó, Long Mi An nè. Một cây bệt Đồng Vinh nè. Đấy, cây này cây bệt Đồng Vinh. Và một cây Hà Tĩnh nha. Đấy, một cây Hà Tĩnh, đây là số 8. Rồi, hôm nay em bán chừng này hàng nha. Khách mua về nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em nha. Xin chào, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.